Vâng, còn do cần tiền chuộc xe thì đã cầm cố trước đó. Chủ buôn siêu xe Phan Công Khanh đã đem xe McLaren cùng với giấy tờ gốc của một người phụ nữ mang đi cầm cố. Và tối ngày 10 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Công Khanh, 29 tuổi, trú tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận tin trình báo của một người phụ nữ 32 tuổi trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về việc Khanh lừa đảo. Qua các mối quan hệ xã hội thì chị quen biết Khanh nên nhờ bán hộ chiếc xe. Tháng 3 năm 2023, Khanh nói với chị là có muốn bán thì đem xe qua showroom của mình vì có khách muốn mua xe. Khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 3, Khanh nói nhân viên tên Vinh đến nhà chị H để lấy xe ô tô chạy về showroom K Super của Khanh để bán hộ cho khách. Đến ngày 23 tháng 5, do cần tiền trả nợ và chuộc xe Mercedes G63 chưa có biển số mà trước đây cầm cố, Khanh đã nói dối chị Hát đưa giấy tờ chiếc McLaren để khách xem. Thế nhưng đây chỉ là chiêu trò của Khanh chứ thực tế không có khách nào đến showroom của anh ta để xem mua xe cả. Tại cơ quan điều tra, Phan Công Khanh xanh khai nhận làm như vậy với mục đích lấy được bản chính giấy tờ chiếc xe để mang đi cầm vay 2 tỷ đồng và thừa nhận hành vi của mình. Vâng nhắc đến chùm buôn siêu xe Phan Công Khanh, còn được giới đại gia biết đến với việc là mang về việt nam những chiếc siêu xe mới nhất với giá trị cao ngay khi vừa xuất xưởng ngoài những chiếc ô tô có mức giá đắt đỏ thì phan công khanh cũng là người chơi xe mô tô phân khối lớn cho có tiếng ở trong giới trẻ và đáng chú ý thì phan công khanh cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp chung với những người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ vận động viên thể thao bởi vậy mọi động thái của chùm buôn siêu xe này trên mạng xã hội đều được cư dân mạng rất chú ý